Trong một lần về quê nghỉ hè, thấy bà con địa phương phải sử dụng nước vàng trong sinh hoạt hàng ngày, nên cô nữ sinh Nguyễn Chí Phương Thanh, học sinh lớp 11D3 trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã nảy ra ý tưởng và thực hiện thành công hệ thống xử lý nước nhiễm phèn. Và câu chuyện sáng chế hệ thống biến nước nhiễm phèn thành nước sạch này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thanh cho biết bà con ở quê kinh tế còn khó khăn, chưa có điều kiện sử dụng nước sạch, trong khi các phương pháp lọc lại thô sơ, không hiệu quả lắm. Vì vậy, em muốn giúp người dân làm ra một hệ thống hoàn chỉnh, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Giúp cho bà con nông thôn rất là dễ dàng, đó chính là cái này là có thể đặt đâu cũng được. Ví dụ như là đặt ở chỗ cao, cái C2 thì đặt ở những cái gác bếp. Thì đó là một cái thuận lợi dành cho bà con nông thôn. Em cũng đã thêm một cái, đó chính là hệ thống chống tràn. Thì đó cũng là giúp cho bà con nông thôn là có thể không có lãng phí nguồn nước. Để hoàn thành được hệ thống, Thanh đã tới các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh thành khác để lấy mẫu nước đem về kiểm định tại Viện Pasteur Nha Trang. Hầu hết các mẫu nước đều chưa đủ tiêu chuẩn về nước sinh hoạt. Trải qua nhiều thất bại, sau 12 tháng ròng nghiên cứu, Thanh đã thực hiện thành công hệ thống xử lý nước nhiễm phèn. Hệ thống sử dụng phương pháp thẩm thấu ngược và thuận để làm sạch nước nhiễm phèn. Chỉ với khoảng 1,5 đến 2,5 triệu đồng là có thể làm một hệ thống xử lý nước nhiễm phèn đơn giản có công suất 1.000 lít trên giờ. Đáng chú ý, khi người dân dùng nước giếng, nước sông, suối và lọc bằng hệ thống này thì 1 mét khối nước có thể tiết kiệm đến 26 lần so với dùng nước máy. Cái định hướng tương lai của cái mô hình này thì em sẽ áp dụng 4.0 vào cái hệ thống này. Cái thứ nhất đó chính là sử dụng năng lượng mặt trời, thứ hai là sử dụng năng lượng gió và sử dụng điều khiển bằng điện thoại thông minh. Hiện nay, Thanh đã hoàn thành bể lọc và tặng một số hộ gia đình ở huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh để sử dụng. Bước đầu đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí cho người dân. Đề tài của Thanh đã đạt giải nhất cấp tỉnh và giải tư cấp quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm 2017-2018. Giải nhất cuộc thi sáng tạo các giải pháp bảo vệ môi trường dành cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tỉnh Khánh Hòa năm 2017.